TCP là cam kết cung cấp tín dụng là một cái chuyện tin cậy, tức là được không bị mất. Thì có nghĩa là trong cái TCP nó phải giải quyết trường hợp là cái gói tin bị mất hay là gói tin bị hỏng thì nó xử lý như thế nào. Đó. Thì đây là giải thích trước hết là tụi em cái cơ chế chung mà để giải quyết trường hợp mất đó hay là gói tin bị hỏng. Sau đó là mình qua cái phần TCP nó hiện thực tính nghĩ như thế nào. Đó. Thì đây là một cái bức tranh mà tổng thể TCP là cái nằm chính giữa, ở dưới là tầng máy của cái kênh truyền là không tin cậy, còn ở trên là ứng dụng. Đó. TCP là cam kết là cung cấp cho cái ứng dụng một cái cơ chế truyền dữ liệu tin cậy, nên là ADT tức là Reliable Data Set, Data Transfer tức là tin cậy, còn UDT tức là Unreliable Data Transfer. Đó, thì một số từ khó như vậy. Và đây mình phải dùng cái gọi là cái finite state machine, cái máy trạng thái đấy, để mà biểu diễn cái quá trình như thế nào, cần gì hết không. Thì giả sử mà cái kênh truyền và tầng network nó hoàn toàn là tin cậy, mình giả sử ra cái thực tế nó không như vậy, không là tin cậy, thì mọi thứ đơn giản, khi gửi thì chỉ cần gửi cái tin đi. Và chắc chắn là bữa tiên sẽ được đến an toàn. Rồi bên nhận thì cứ nhận cái bữa tiên, tức là tầng transport nhận bữa tiên và cái chuyển bữa tiên lên tận dụng là xong. Chúng ta không chúng ta là mình biết là bữa tiên gửi đi không bị lỗi. Như vậy là bên nhận và thì chỉ nhận và bên gửi chỉ gửi, không làm gì thế. Nhưng thực tế thì gói tin gửi đi có thể bị lỗi, tức là một cái bit nào đó bị hỏng, nó chuyển từ bit 0 sang bit 1 hay là mất đi. Rồi gói tin có thể bị mất, tức là gửi mạng nó bị mất luôn, nó không đến đích. Thì trước mắt là mình giải quyết trường hợp là gói tin bị lỗi. Lỗi là mình bên nhận được gói tin, nhưng mà vì lý do đó thì cái số bit trong đó nó bị hỏng. Thì cái giải quyết rất đơn giản, đúng không? Thì trong gói tin nó đã có cái checksum rồi. Thì bên gửi thì cứ gửi cho bên nhận, bên nhận lấy checksum và tính, mà nếu phát hiện mà bị lỗi thì báo với bên gửi là gói tin bị lỗi, tức là cái NRK này. Còn nếu mà bên nhận mà nhận gói tin mà mọi thứ nó tốt đẹp hết thì gửi cái xác nhận cái ASK là gói tin an toàn, còn như là xong. Và thứ như vậy là xong không ha. Thì khi mà có xác nhận thì có nghĩa là sau khi mà bên gửi gói tin đi thì nó phải chờ cái xác nhận. Nếu mà cái xác nhận đó mà an toàn thì nó quay lại nó chờ gửi gói tin kế tiếp. Còn nếu xác nhận đó là cái này là ca là gói tin bị lỗi thì nó phải gửi lại và nó chờ xác nhận nữa. Nó chờ xác nhận cho đến khi nào mà nó đảm bảo gói tin nó an toàn rồi thì nó mới dừng. Thì bên gửi cũng vậy. Xin lỗi, bên nhận cũng vậy. Mình nhận thì chờ nhận gói tin, xong nó kiểm tra. Nó kiểm tra mà nếu gói tin mà bị lỗi thì nó gửi cái xác nhận là bị lỗi và nó chờ gói tin gửi lại. Gửi lại cho đến khi nào mà gói tin nó nhận được và không bị lỗi gì cả thì coi như nó xác nhận là việc đã gửi xong rồi. Gửi xong rồi thì nó nhận xong rồi thì nó chuyển gói tin lên tận dụng. Nhìn là đơn giản như vậy. Đúng không? Cứ bên này gửi, trường hợp này gửi đi. Và chờ xác nhận này mà xác nhận gói tin đến đích an toàn thì cũng như xong việc, nó chờ gói tin kế tiếp. Còn trong trường hợp bị lỗi, lỗi thì anh này là xác nhận lỗi gửi lại đi, tin an toàn là không bị lỗi nữa, và không bị lỗi nữa thì nó xác nhận lại là gói tin đến an toàn, và nó chuyển sang gói tin kế tiếp. Tuy nhiên cách làm này nó vẫn còn một cái lỗ hổng. Trong cái ví dụ vừa rồi thì mình cũng chỉ cho thấy là gói tin dữ liệu nó bị lỗi. Còn chuyện gì xảy ra nếu mà gói tin xác nhận bị lỗi? Tức là cái NRK gửi ngược lại thì nó không nhận ra được đó NRK hay là cái ASK. Cái ASK cũng vậy, gửi về thì nó cũng bị lỗi và không thể biết nó là cái ASK hay NRK. Thì trong trường hợp nó sẽ như thế nào? Phải lưu ý là cái gói tin mà đi trên mạng thì nó là gói tin xác nhận hay gói tin dữ liệu, thường là như nhau.
Thì cách đơn giản à, cách đơn giản thì người ta nếu mà cái bức tin xác nhận bị lỗi thì nó xem như là cái ASK, mặc dù có thể cái đó là cái ASK nhưng mà nếu phát hiện là lỗi trong bức tin xác nhận thì xem như nó là cái ASK. À, mà khi mà nếu xem nó là ASK thì phải gửi lại bức tin, mà gửi lại bức tin á thì nếu mà cái đó là ASK thật thì không sao hết, nhưng mà nếu mà đó là cái ASK mà bị lỗi mà xem như NAK, tức là cái bức tin gửi lại 2 lần, mà gửi lại 2 lần thì làm sao biết đây là bức tin gửi lại nó bị trùng không trùng à, thì người ta sẽ có nhu cầu là đánh số thứ tự của bức tin à, để đảm bảo là nếu mà bức tin gửi lại thì 2 số thứ tự trùng nhau thì bên nhận sẽ bỏ bớt đi một bức tin à, thì đây là cái quy trình à, bây giờ người ta phải đánh số bức tin đúng không à, đây là bên gửi, đầu tiên là gửi bức tin đi, là chờ xác nhận à, chờ xác nhận. Mà nếu mà trường hợp là nhận được cái tin mà cái tin nó bị hỏng hoặc là nó là ASK thì gửi lại và chờ tiếp à, chờ cho đến khi nào mà nó gửi cái xác nhận à, và cái xác nhận nó không bị lỗi thì nó chuyển sang trạng thái là gửi cái tin thứ hai à, rồi chờ cái xác nhận, rồi là gửi tin số 0 số 1, tức là nó nôm na là cái số thứ tự đánh số là 0101, nó không đổi nhầm. Cứ xử lý xong có tin số 0 thì lại có tin số 1 và ngược lại, nó là từng bước từng bước như vậy. Còn phía bên nhận à, bên nhận thì đầu tiên nó chờ có tin số 0 à, chờ có tin số 0, và nếu mà có tin bị lỗi à, thì nó gửi lại cả à, còn gửi tin mà không bị lỗi à, và à, có tin nhận được có tin là có tin không bị lỗi là cái số cần là 1 à, thì nó cũng gửi cái ASK lại không, rồi đây nó chuyển sang có tin 1 à, khi nào mà cái chuyển sang có tin 1 á là khi nó nhận được có tin không bị lỗi và đúng cái số tương tự không à, thì số thứ tự mà nó đang chờ à, coi như là cái chu kỳ này coi như là mọi thứ là ổn ổn, thì dữ liệu nó chuyển lên ứng dụng và nó chuyển sang trạng thái chờ của tin số 1 và nó lặp lại y hệt như vậy đối với trường hợp của tin số 0. À, lưu ý chỗ này cái à, ở đây là đang chờ là chờ của tin số 0 nhưng mà có tin nhận được cái số từ vùng 1 thì có thể là cái gói này là quay lập đây nó gửi lại cái xác nhận thôi nhưng mà nó không xử lý gì cả, nó phải tiếp tục tin số 0. Rồi như vậy thì không nào à, để giải quyết được cái chuyện mà cái có thể xác nhận bị lỗi à, và dùng thêm cái số thứ tự là 01, tức là cái có thể mà 01101 à, đảo qua đảo lại à, cái việc xử lý nó hơi phức tạp một tí à. Thì để nó đơn giản à, thì người ta tối ưu hóa một tí. Tí tối ưu tí tức là thay vì có 2 cái tí xác nhận thì nó xác nhận là ASK và à, thì người ta muốn bỏ bớt một cái tên ở cái đây thì thay vì là xác nhận là cái cuối tin hiện tại bị lỗi thì người ta xác nhận là cuối tin trước đó an toàn à, cái này tức là bị lỗi thì cuối tin trước đó là an toàn, có nghĩa là cái cuối tin hiện tại là chưa thể đọc mà năm nay là vậy. Đó. Thì có quá trình mà gửi lập cái tin vẫn còn đó. Thì ta thay đổi một tí à, càng đây là phía bên bên gửi gửi tin số 0 à, và chờ xác nhận. Nhận chờ xác nhận thì nếu mà nó nhận được cái cuối tin mà có số thứ tự 1 nó xác nhận 1 thì coi như nó không chờ tiếp à, tại vì nó đang chờ xác nhận của tin số 0, chừng nào nó nhận được cuối tin số 0 thì nó mới xác nhận của tin số 0 thì nó mới chịu xác nhận lại gửi của tin kia. Còn phía bên bên nhận à, bên nhận thì nó đang chờ của tin số 0
Đã, và nó nhận với tin mà có xuất tự là một, mọi thứ tốt hết, nhưng mà nó đang chờ xuất không. À, do nó cũng chỉ xác nhận là nó nhận, mới nhận với tin số 1 thôi, chứ chưa nhận với tin số 0. À, khi nào nhận mọi thứ mà đúng hết, à, thì giờ lúc đó nó mới xuất hiện. Thì vừa rồi là mình mới giải quyết được vấn đề là bối tin bị lỗi, là lỗi tức là cái bit đó nó bị hỏng. À, còn bây giờ là bối tin mất, bối tin mất thì nó hơi phức tạp một tí, tức là mình gửi cái gửi nhưng mà anh nhận thì không thấy bối tin đâu, do đó mình nhận cũng không biết là thực sự bối tin có được gửi không. Như vậy là bối tin mất thì để bên nhận xác nhận thì chuyện đó không khả thi. À, do đó là chỉ bên gửi mới biết được là bối tin bị mất hay không. À, đây đã là cái cơ chế là mình gửi cái tin đi rồi mà chờ một khoảng thời gian mà không thấy cái xác nhận gì cả thì xem như có tin mất và bị lạc, nhưng thực sự tế là có thể là không mất, có thể là bị trễ đâu đó thôi. À, như vậy là cũng xảy ra vấn đề là có tin bị lạc nếu mà có tin không được sự mất còn bị lạc. À, thì để giải quyết cái phần mất đó thì người ta có một khoảng thời gian đợi của thằng A, khi hết thằng A thì người ta gửi lại của tin. À, và nếu trường hợp của tin không bị mất mà gửi lại thì nó sẽ bị lạc, thì giống như mình kia thôi. Thì đây là cái ví dụ. À, đây là cái gửi của tin số 0, xác nhận của tin số 0, gửi số 1, xác nhận số 1, gửi số 0, xác nhận số 0, nhưng mọi thứ là ổn hết, còn không bị mất. À, đây gửi số 0, gửi xác nhận số 0, nhưng mà gửi tin số 1 đi, gửi tin số 1 bị mất thì hết thời gian tham gia gửi lại số 1 rồi đây sẽ nhận vào một, thì đây thực sự mất. À, còn đây là mất cái xác nhận. À, người gửi có tin số 0 gửi xác nhận số 0, gửi có tin số 1 lại gửi xác nhận số 1, nhưng mà cái gói nhận số 1 này bị mất. À, bị mất, do đó là gửi lại, thì đây là hai cái tin bị lạc mà gặp hai cái giống nhau thì mình nhận số 1 rồi tiếp tục cái câu chuyện. À, mà trong trường hợp nào không mất gói nhưng mà vì cái có tin nó đến trễ, à, gửi có tin số 0 xác nhận 0, gửi 1 xác nhận 1. À, thì anh này là xác nhận về trễ, do đó là anh này gửi lại thì gửi lại nó bị trùng đây. À, trùng đây thì người ta bỏ một cái xác nhận trùng đây, thì người ta sẽ luôn. À, thì đây là thực ra không có mất gì cả. À, thì bây giờ chúng ta đã giải quyết được vấn đề là với tin bị lỗi và với tin mất gói. À, thì bây giờ tính cái thời gian sẽ như thế nào. À, thì giả sử chúng ta có đường truyền là 1 gigabit. À, và cái chiều dài của nó, à, để đi hết, để có tin thì hết là một là 15 mili-gen. À, có thể xin ra kích cỡ với tin là 8 ngàn bit. À, như vậy cái thời gian mà cái transmission delay á là chỉ 8 micro giây thôi, 8 ngàn bit chia cho 1 gigabit này là 8 micro giây. Còn cái propagation delay là 15 mili-gen. À, thì như vậy là thực tế. À, thì để mà gửi được cái tin đi ấy, à, từ lúc mà bên gửi đi cho đến bên nhận á, thời gian sẽ mất là 30.008 mili-gen. À, tại vì phải tính cái thời gian là cái xác nhận bôi về thì mới xem xong cái là gửi đi sẽ xác nhận được thì bắt là 30.008 mili-gen. Nếu tính cái hiệu suất, à, hiệu suất từ con số cái thời gian mà định tiền thực sự làm việc chỉ có là 8 microgen, ở đây tổng thời gian đó thì mất tính ra là cái hiệu suất khá thấp. À, thì đây là thấy tại sao tôi cấp cái này. À, đây mình gửi một cái tin đi. À, thì thời gian gửi này là chỉ là 8 micro giây, còn thời gian của tin đi qua này đi về, thời gian đi một vòng về thì mình lại mất tới là 30 mili giây. Thì tổng thể thời gian mà làm việc của kênh truyền là 30.008 mili giây. À, thời gian của kênh truyền thực sự làm việc chỉ là 8 micro giây. Hiệu suất này là cực kỳ thấp. Để mà nâng cao hiệu suất thì thay vì gửi một cái tin chờ một xác nhận một cái tin thì người ta gửi nhiều cái tin cùng lúc và xác nhận nhiều cùng lúc, thì cơ chế này người ta gọi là pipeline để mà tăng
tăng tốc độ giữa bạn và thế nào để tăng cái hiệu suất công việc. Thì có hai cơ chế xác nhập, một cái là gọi là Project End và một cái là cái Selective Audit. Và dài ha, và nó hiệu quả thế nào? Để giả sử nếu chúng ta gửi trước là 3 câu tin, mình sẽ xem 3 câu tin, rồi tôi gửi tiếp 3 câu tin hay 1 câu tin. Là thì cho phép là gửi trước là 13 câu tin chưa xác nhận. À, thì nếu chúng ta gửi trước 3 câu tin thì hiệu suất nó tăng lên 3 lần. Còn nếu mà chúng ta cho phép gửi N câu tin trước, à, thì hiệu suất nó sẽ tăng lên N lần. Dĩ nhiên là N là cái giới hạn tối đa, đến cái giới hạn của cái năng lực công việc. Rồi, à, chúng ta tạm thời là dừng đăng ký. À, rồi chúng ta quay lại cái chi tiết cái Robert N và cái selecting như thế nào. Làm sao? Rồi, à, vừa rồi là trình bày cho tụi em là cái cách mà để mà truyền dữ liệu tin cậy trên một cái môi trường không tin cậy. À, thì cái môi trường mà tin cậy nó là cái TCP ấy, mình dự kiến mà xây dựng trình bày sắp tới. Môi trường không tin cậy là cái hạ tầng của cái tầng network bên dưới ấy, nó là cái môi trường không tin cậy, nó dùng trên cái cơ chế là phát triển switching network. Thì trong cái quy trình vừa rồi mình giải thích là có hai vấn đề phải giải quyết. Một vấn đề là trường hợp có tin bị lỗi, và vấn đề thứ hai là có tin bị mất quá. À, thì mình đã giải quyết trường hợp đấy. À, thì nó có cái cách giải quyết thì mình đảm bảo là gửi nhận được rồi, tuy nhiên cái hiệu quả nó không không cao, do là cứ gửi một gói rồi chờ xác nhận một gói, thì thời gian chờ xác nhận nhiều khi nó còn lâu hơn cả cái thời gian thực sự gửi dữ liệu đi. Và trong ví dụ vừa rồi chẳng hạn, thì thời gian mà thực tế mà kênh truyền làm việc chỉ có là 8 micro giây thôi, trong khi đó cái thời gian mà phải chờ cho cái xác nhận nó quay về, nó đi một phòng quay về là tới 30 mili giây. Nên như vậy cái hiệu suất thấp. À, thì để mà tăng hiệu suất lên á, thì người ta phải áp dụng cơ chế pipeline, tức là lấy cái gửi trước, gối đầu trước, à, và chờ xác nhận hàng loạt để mà tăng hiệu suất lên. À, thì đấy là tổng quan qua cái phần vừa rồi. Không biết là tụi em có cái thắc mắc hay là có những câu hỏi gì liên quan tới cái phần vừa rồi không? Thầy có thể làm rõ cho em cái cơ chế gửi nhận, mà cái cơ chế gửi nhận với lại cái công thức được không thầy? Công thức nào? Cái công thức mà trước công thức byline ấy thầy, công thức tính hiệu suất đó thầy. À, công thức tính hiệu suất à? Rồi. À, thứ nhất là cái cơ chế, à, em nói là cái cơ chế là cái chỗ nào? Ý nói chỗ nào? Cơ chế chỗ này luôn đó. Chỗ này hả? Chỗ này chỉ tính hiệu suất thôi, đâu cơ chế gì đâu. À, thôi mình giải thích cái hiệu suất trước ha, để coi thử là đúng cái ý của em chưa. À, thì mình cũng xin lỗi là khi mà mình trình bày mình rê chuột, à, nhưng mà có lẽ là qua online thì tụi em không thấy con chuột nằm ở đâu, do đó tụi em sẽ không hiểu được cái rõ lắm cái ý mình nói. Nếu nhìn trên bức tranh á, cái phần màu xanh á, à, là cái phần là cái kênh truyền thực sự làm việc, tại vì có dữ liệu đi trên kênh truyền. À, thì cái thường cái trong ví dụ rồi á, là cái phần màu xanh này nó chỉ chiếm là 8 micro giây thôi, tức là với cái đường tốc độ đường truyền là 1 g. À, và cái gói tin mình là 8.000 bit. À, thì tính ra là chỉ 8 micro giây. À, tuy nhiên cái thời gian mà chờ cho cái xác nhận quay về á, tức là mình gửi một gói tin đi. À, tại vì mình muốn biết là gói tin đó nó có bị mất hay không, hay là gói tin nó có bị lỗi không, thì mình phải chờ một khoảng thời gian để quay lại chờ cái xác nhận đấy. À, thì cái thời gian chờ mà từ lúc gói tin gửi đi cho đến là xác nhận quay về á, là tới 30 mili giây. Như vậy tổng cái thời gian mà mình thực sự á, mà một gói tin đi được qua kênh truyền á, là chỉ à, là một cái tiếng là 30,008 mili giây. À, tức là thời gian toàn bộ mình hoàn thành xong cái việc. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó mà cái kênh truyền thực sự làm việc á, là chỉ có 8 micro giây. Như vậy cái hiệu suất á, mà nếu mà mình chia ra, à, tức là cái đường truyền mình dự kiến là 1 gigabit trên giây, trong khi trong khoảng thời gian mà
30.008 mà mili giây đó, mình chỉ gửi được có 8.000 bit thôi. Thì nếu mình lấy 8.000 bit mà chia cho cái khoảng thời gian mà 30.008 mili giây đó, thì mình ra được cái tốc độ thực tế. Và nếu mà lấy tốc độ thực tế đó mình chia cho 1 gigabit đó, nó ra được hiệu quả. Hoặc là mình chia tính hiệu suất bằng cách là lấy cái thời gian thực sự làm việc chia cho tổng thời gian, thì nó cũng ra được hiệu suất tương tự như vậy. Thì cái hiệu suất nó rất thấp. Thì đấy là công thức tính hiệu suất. Không biết là Pháp có rõ chỗ đó không? Còn cái cơ chế gì đó thì biết là ý Pháp là cái gì. Cái cơ chế ban đầu lúc mà có cái hình mà có mấy cái hình vòng vòng rồi xong nó mũi tên nó đi á thầy, Cái cái giai chỗ đoạn hiệu nào? suất này thì em hiểu. Rồi. Cái giai đoạn mà xử lý là cái trường hợp mà bị lỗi hay bị mất gói. Bị lỗi ạ. Cái này không? Phải rồi. Tại mấy mấy cái hình vòng vòng này em không có hiểu nó chưa rõ. Mấy cái hình vòng vòng này nó là cái máy trạng thái. Để mình coi, mình mở slide để mình quẹt trên slide cho em thấy hình không nha. Rồi đây mình bỏ cái bút màu lên thử mà xem. Hiện tại là thấy cái màu sắc trên đó Dạ vâng ạ. không? Rồi, thì thế này ha. Chắc là em không hiểu là cái máy trạng thái nó vận hành thế nào đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, giả sử là đây là một cái trạng thái. Cái đường khoanh đỏ tụi em có thấy được không? Mình đang vẽ bút màu lên đấy Dạ có. rồi, ok tốt. Như vậy là mình ở trạng thái này là trạng thái chờ, chờ một cái gói tin, chờ một cái thông điệp mà từ application gửi xuống yêu cầu mình phải xử lý đúng không? Rồi khi yêu cầu thì đây là ở trạng thái hiện tại. Ở trạng thái hiện tại thì khi mà nó nhận một sự kiện, và sự kiện này á, là sự kiện mình gửi một gói tin đi, thì sau khi gửi một gói tin đi thì nó chuyển sang trạng thái khác, là trạng thái là chờ cái xác nhận giao gói tin số 0. Thì đó là khi nguyên tắc hoạt động của máy trạng thái, tức là mình đang ở một trạng thái, mình nhận một sự kiện, tức là thực hiện một sự kiện nào đấy, thì mình sẽ chuyển sang một trạng thái mới hoặc là ở trạng thái cũ. Thì cái phần nên mình có là hai phần, phần phía trên cái dấu gạch và phần phía dưới cái dấu gạch. Phía trên cái dấu gạch là cái gọi là cái sự kiện mình nhận được, và cái phần dưới dấu gạch này là cái hành động mình thực thi. Thì ở đây chẳng hạn mình đang ở cái chờ chờ cái xác nhận cho gói tin số 0. Thì nếu mà mình nhận được một cái gói tin mà gói tin đó nó bị lỗi, gói tin nó bị lỗi, hoặc là gói tin đó là cái xác nhận là gói tin gửi đi bị lỗi, thì xem như là cái trường hợp gói tin gửi đi trước đó bị lỗi, thì ở đây gửi lại cái gói tin. Còn nếu trường hợp mà mình nhận được gói tin và gói tin này không bị lỗi, và gói tin đó là cái xác nhận cho gói tin số 0, thì nó chuyển sang trạng thái là chờ xử lý tiếp gói tin số 1. Thì đó là cái hoạt động của máy trạng thái. Không biết là mình giải thích như vậy là cái hiểu được cái cơ chế hoạt động của cái máy trạng thái chưa? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Như vậy cần giải thích thêm cái cơ chế hoạt động nữa không? Như vậy là đủ rồi. Như này được rồi thầy. Tại vì thế này mình trình bày qua slide mà lúc trước mình đi rê con chuột không, mình không có vẽ, cho đó là mình cứ tưởng các bạn thấy, các bạn cuối cùng không thấy gì hết. Lần này mình bật màu lên thì có lẽ là các bạn thấy được cái này. Rồi, ngoài câu hỏi bằng Pháp thì các bạn khác có thắc mắc gì không? Là thấy này,
Trong hỏi cái slide RD3 mà nó vẽ cái dạng siêu hình diagram này cỡ trang 4 mấy à, cái đó này cái trang 40 á, trang 40 rồi cái đây đúng không? Cái hình D, hình D là sao? Hình D thì có nghĩa là cái RD3 này nó chỉ hoạt động tốt trong cái giả định đó, là cái channel truyền của mình đó, nó đảm bảo là gói tin nào được chuyển trước đó, thì nó gói tin nào ở sender nó chuyển trước thì ở receiver nó sẽ nhận trước luôn này. Chứ nếu em thấy đó, ví dụ nha, cái ICK một lần đầu tiên này kìa. Cái ICK một lần đầu tiên á, nếu cái channel ở dưới nó không đảm bảo cho mình được là cái ICK một nó đến, nó ví dụ cái ICK một nó bị delay ở một cái router nào đó đi, thì nó sẽ không xuất hiện, mà nó xuất hiện sau cùng cái ICK không luôn á, thì lỗi sẽ xảy ra luôn này. Có nghĩa là có nghĩa nó bị delay, có nghĩa là ICK không lần thứ hai á, nó tới thằng sender rồi, nhưng mà lúc đó ICK một hắn không bị lost, hắn không bị mất, hắn không bị mất trên đường truyền, nhưng mà nó delay á, thì lúc đó sẽ dẫn đến sai dữ liệu không đặc biệt. Mình hiểu cái câu hỏi của em rồi. Thế này ha, theo cái nguyên tắc mà mình trình bày á, cái logic mà đến cái trang này đấy, thì cái hệ thống tức là giữa bên gửi và bên nhận á, nó thống nhất, nó chỉ xử lý từng gói tin một, tức là nó xử lý xong gói tin số 0 rồi á thì nó mới xử lý gói tin số 1, và gửi xử lý gói tin số 1 xong rồi á thì nó mới chuyển qua gói tin số 0, cho nên không có chuyện mà xen kẽ giữa hai gói tin. Cho nên trường hợp như em nói là cái gói tin ACK1 mà nó xuống trễ, nếu ACK1 mà nó đi trễ, nó không được kịp, thì cái việc mà gửi cái gói tin mà không á sẽ không diễn ra, tức là nó làm tương tự. Dạ không thầy, cái nó vẫn diễn ra thầy, có nghĩa là em chỉ lộn là cái ACK1 lần thứ hai á, chứ không phải ACK1 lần thứ một. ACK1 lần thứ hai vậy, thì nó ví dụ nó đến trễ thì cái việc chuyển bất kỳ không nó vẫn xảy ra thầy, bởi vì cái hệ thống nó vô tình nhận được cái ICK một lần đầu tiên á. Rồi ý em là trường hợp cái ICK một này đúng không? Mình vẽ là em thấy chỗ này đúng không? Thấy được màu đỏ chưa? Dạ thấy này. Rồi ý em nói là cái ICK đúng không? Nhưng mà nó đến trễ, quá trễ, nó xuống sâu ICK không này luôn đúng không? Đúng rồi, thì lúc nó ví dụ như ICK không nó về rồi, thì sau số 0 sẽ là thằng sender sẽ gửi tiếp là packet 1. Đúng rồi. Nhưng mà lúc cái số 1 đúng không? Dạ số 1, nhưng mà cái packet 1 thực sự á, cái receiver á, nó gửi về nó bị lost đi. Nhưng mà thằng sender nó nhận được cái ACK1 của ACK1 là thứ hai là cũ lắm rồi, nhưng mà nó tưởng rằng là ACK1 đó chính là ACK, cái gói reply về từ thằng mới gửi đấy thôi. Chính xác đúng rồi. Nếu mà trường hợp như em nói, nó rơi như cái mũi tên, cái đường mũi tên này vẽ đó, thì cái hệ thống này bị lỗi đúng rồi. Tại vì lúc này nó nhận ICK thì mặc dù cái gói tin này sẽ bị mất nè, mình đánh chéo mất nè, thì hệ thống vẫn tưởng là cái gói tin đã đến đấy. Cái đó đúng. Thì em hỏi là trong cái RD3 này nó chỉ là trên lý thuyết là cái channel ở dưới, nhưng mà trong thực tế thì thằng TCP nó không áp dụng cái này đâu mà. TCP không áp dụng cái này, cái TCP nó áp dụng phức tạp hơn. Cái này chỉ là mô hình đơn giản thôi. Với lại là trên thực tế là mình dùng cái sequence number rất dài, chứ không chỉ là 01 này, nó được học lặp lại không có. Tí nữa tụi em sẽ thấy là cái phần phía sau á sẽ giải quyết vấn đề là lặp lại như thế nào. Tại vì cái sequence number thực tế con số nó sẽ rất lớn, một cái chuyện mà nó lặp lại cái sequence number là không diễn ra được. Thì sẽ qua tí nữa phần tế cái tiếp là liên quan tới cái chỗ này.
Có phải ý là em hỏi nữa là có nghĩa là thằng đây cái các cơ chế đây là reliable data transfer, nghĩa là truyền dữ liệu tin cậy á, có nghĩa là đối thằng TCP thì truyền dữ liệu tin cậy nhưng mà thằng ODB á, thì không truyền dữ liệu tin cậy, nhưng mà thằng ODB nó vẫn có cái service là nhận diện lỗi, là cái error detection á. Thì có nghĩa là em nói tóm lại là thằng ODB nó cái mindset của thằng ODB nó là truyền dữ liệu không tin cậy rồi, thì cần gì nó cần gì phải error detection này. Rồi thì câu hỏi cũng hay đấy. Nếu mà trường hợp mà đã truyền không tin cậy rồi thì kiểm tra lỗi để làm gì đúng không? Đặt ra thế này, khi mà mình gửi tin gói tin đi á thì nó có hai trường hợp, một gói tin là nó bị lỗi và một trường hợp nó bị mất. Thì cái trường hợp của UDP nó khá đơn giản thôi, nếu nó gửi gói tin đi mà nó kiểm tra cái checksum bị lỗi thì nó vứt luôn gói tin. Tức là nó không chuyển cho application gói tin đấy, thì đối với application coi như gói tin bị mất. Em hiểu ý mình nói không? Tức là trường hợp gói tin bị mất Hiểu thì nó rồi. không phản ứng gì cả, còn nếu nó nhận được mà nó kiểm tra gói tin bị lỗi thì nó không làm gì cả, tức là nó vứt gói tin luôn, nó không không trả gì hết cho application. Thì trong hai trường hợp thì đối với application coi như gói tin bị mất, đi vậy thôi chứ không có gì hết. Còn nếu mà nó trả kết quả cho cái application mà kết quả bị lỗi thì người sử dụng muốn dùng cái gói tin đó thì người sử dụng phải làm theo động tác là kiểm tra lỗi nữa. Thì ở đây là thay vì kiểm tra lỗi ở tầng ứng dụng thì nó kiểm tra lỗi ở cái tầng tầng transport thôi, nó vứt socket sớm hơn rồi để ứng dụng vứt thôi. Các bạn có ý kiến gì nữa không, có thắc mắc gì nữa không? Anh thầy, có lại là em coi bên cái lập trình socket chứ, thì có nghĩa là trước thầy kêu là cái socket là nó giữa nó cái hợp giữa DAB với lại là cái bọt đó mà, nhưng Đúng mà rồi, nó trong cái interface giữa cái process ra bên ngoài internet. nhưng mà cái socket cái là dưới góc độ của thằng hệ điều hành đó, thì cái socket nó chỉ là một cái hắn chỉ là một cái data structure để thằng hệ điều hành nó xử lý cái luận lý của nó này. Có nghĩa là em thấy có nghĩa là nhiều socket nha, hắn có thể bay vô được một cái bọt, có nghĩa là rất nhiều socket nhưng mà nó bay vô một cái bọt được, thì các socket nó vẫn khác nhau á. Làm gì mà có nhiều số kịch ba vào cái bọc được em? Và có nghĩa là socket của trong 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 TCP thôi, có nghĩa Có là nha. em dạ có nghĩa có nghĩa là cùng ví dụ như trên cái server đây là cùng cái bọt 80 nhưng mà thằng application nó tạo ra nhiều socket nhưng mà nó bay vào một cái bọt được. Tất nhiên là cái IP với lại là cái bọt của thằng client đó thì giữa các socket là khác nhau, nhưng mà cái IP với lại là cái bọt của phía server đó thì nó giống nhau này, thì Rồi các để mình giải thích cái này nha. Cái TCP nó hơi rắc rối tí. Nếu mình hiểu theo cái logic thông thường của UDP thì cũng không không chính xác lắm ha. Thì nó rắc rối ở chỗ nào? Trong TCP á, nó có một cái khái niệm gọi là cái server socket và cái socket thông thường. Thì khi mình buy cái server socket mà vào một cái bọt nào đấy á, thì nếu cái bọt đó mà chưa sử dụng thì mình mới buy được. Còn nếu cái bọt đó đã sử dụng rồi mà mình bay vào cái bọt đó nó có lỗi ngay, tức là một cái bọt chỉ được gắn với một cái server socket thôi. Thứ nhất là cái ý đó rõ chưa? Chứ còn không thể có mà nhiều cái server socket có thể bay vào một cái bọt trong TCP được đâu. Rồi nhưng vấn đề khi tụi em sử dụng ha, tụi em sử dụng thì tụi em chẳng hạn mở cái web browser, hai web browser vẫn có thể kết nối được một web web server đúng không? Thì tụi em thấy được là hai cái socket bên này thì kết nối được hai socket bên kia nhưng mà vẫn kết nối vào bọt 80 hết, thì có cảm giác là cái là nhiều socket chạy cùng một bọt. Nhưng mà mình lưu ý là cái trong TCP là cái server socket nó khác và cái socket thông thường là khác. Thì đó là cái socket mà thông thường nó giống như là phía server, nó giống như là một cái control logic nào đó thôi, nó để mà quản lý cái đầu mối đó. Còn địa chỉ nó vẫn là địa chỉ bọt 80 và cái địa chỉ IP cũng là cái server socket.
thì đấy là cho tụi em thấy như vậy. Chứ còn còn cái socket mà dùng để gửi dữ liệu thì đúng là nó đã trùng là địa chỉ IP trùng bọt ở phía kia. Do đó là người ta nói để quản lý mà cái socket trong TCP thì người ta phải cần nó bốn cái thông số, tức là vừa cái sọt cái IP nguồn, rồi bọt nguồn, IP đích và bọt đích. Nhưng mà cái server socket nó chỉ được gắn với một bọt thôi. Như vậy cái việc mà quản lý những cái socket kia nó nặng về logic hơn. Còn về mặt vật lý thì nó gắn với server socket, chỉ có một, duy nhất một. Rất rất có nghĩa là cái server socket chỉ có cái chức năng là nó nghe đúng không thầy? Có nghĩa là nếu có một cái request nào tới thì cái server socket hắn sẽ tạo ra một cái socket khác. Cái socket nó socket bình thường không phải là server socket, Đúng thì rồi. hắn sẽ nó sẽ quản lý cứ mỗi cái socket, có nghĩa là cứ mỗi request hắn cứ mỗi request nó tới thì nó sẽ tạo ra một cái socket khác để xử lý các request của cái thằng client nó tới đó không thầy? Đúng rồi. Ở đây mình tránh dùng cái từ request đi, nó dễ là nhầm lẫn với chỗ HTTP. Nhưng mà nói nôm na là khi có một cái yêu cầu thiết lập một cái kết nối TCP đến, thì cái server socket nó sẽ lắng nghe. Và chỉ có một anh duy nhất lắng nghe cổng thôi, rồi ông đó mới tạo ra một cái socket để mà xử lý cái yêu cầu từ cái phía client gửi đến. Thì cái server socket và cái server socket tạo ra đó cũng là ở cổng số 80. Nên thực ra là chắc là lắng nghe là về mặt logic thì chỉ cái một anh lắng nghe thôi, nhưng mà anh phân phối lại cái gói tin á, về mặt anh tổ chức lại á, cái nôm na là cái gói tin của cái socket nào hả, của nói chung của cái kết nối nào thì nó serve vào cái nhóm đó. Nhưng mà lắng nghe chỉ một anh lắng nghe thôi. Đó là cái chỗ bên TCP thì phía server hay rắc rối chỗ đó. Còn thằng ODB thì chỉ có một thằng đúng Tôi dưới bây thì một bọn một thằng thôi. không? Rồi, các bạn khác. Rồi, nếu các bạn khác cũng không có cái thắc mắc gì thì chúng ta tiếp tục ha. Cho quay lại cái cơ chế mà pipeline thì để mà nâng cao cái hiệu suất truyền ấy, người ta cho phép là gửi trước một số gói tin nhất định để mà rút ngắn thời gian chờ, và nôm na là vậy. Thì có hai cơ chế, một cơ chế là go back end và một cái cơ chế là selective queue. Thì bên go back end thì nó cho phép là gửi trước n gói tin chưa được xác nhận. Và khi mà bên nhận họ gửi được gói tin ấy, thì bên nhận được phép là gửi một cái xác nhận rồi, tức là giả sử là gửi n gói tin và họ nhận là liên tục một số gói tin liên tục, thì thay vì xác nhận từng gói thì họ xác nhận một tuần các gói tin cùng lúc, và họ chỉ cần là một cái timer, ở đây là chỉ cần một timer để mà nhớ là gói tin mà gửi lâu nhất chưa được xác nhận gói tin nào. Trường hợp mà cái timer mà nó hết, tức là hết hạn, thì những cái tin mà chưa được xác nhận, chưa được xác nhận từ cái timer đó sẽ được quay lại. Còn cái selective đó, thì nó cũng cho phép là gửi trước n của tin chưa được xác nhận, và khi mà nhận nhận được cái tin nào đó, thì mình nhận xin xác nhận lại từng cái gói tin riêng lẻ, và ứng với mỗi gói tin được gửi đi ấy, thì sẽ có một cái timer tính kèm một gói tin đấy. Như vậy là trong cái selective là gồm nhiều cái timer hơn. Đây là một ví dụ mà trong go end. Go end thì đây giả sử là một chuỗi các gói tin cần gửi đi. Phong màu xanh đậm này là những gói tin đã gửi được gửi đi và được xác nhận. Cái khung cửa sổ này là một khung mà các gói tin được gửi sớm, là cái window size.
thì cái base này là cái timer gắn với anh chàng này, tức là những anh chàng này là gửi đi chưa được xác nhận. Cái màu xanh nhạt tí này là đã được gửi đi chưa được xác nhận, còn anh chàng này là được gửi đi nhưng mà chưa gửi. Nhìn cái hình nó phân nhóm rõ ràng. Thì nếu mà timeout xảy ra thì toàn bộ cái tên từ trục của base này sẽ được về lại hết. Mà thường cái này là cái chi tiết rồi thì em xem ha, mình không nói chi tiết này. Cái này cũng vậy. Rồi đây là một cái ví dụ của cái robot A. Nên thì giả sử đây là mình có n bằng 4, bên gửi và bên nhận. Bên gửi được gửi đi 4 cái của tin. 4 cái tin thì giả sử là bên 1, bên 2, tức là đã đi đến số là 01 đấy. Mà đến ăn phòng. Thì gói được đến số số 2 này thì bóc và gói số 3 thì đến. Đó. Thì cái hai gói đầu tiên thì có xác nhận đưa về. Cái gói thứ ba móc, tức là cái đánh số là số thứ hai này đi móc. Và cái gói đánh số thứ ba này, tức là cái gói cuối cùng trong những bốn gói đó, thì đến. Thì cái xác nhận này cũng sẽ gửi lại xác nhận là nhận được cái gói số hai, tức là gói thứ hai là an toàn hơn. Đó. Và khi mà timer xảy ra thì các gói tin là từ số 2 trở về sau đều được gửi lại. Còn cái selective, selective thì bên nhận được cái tin nào thì là gửi xác nhận đúng cái tin đấy, và cái timer thì gắn cho từng của tin. Nào. Như vậy là vì theo dõi từng của tin rời rạc, do đó cái trong cửa sổ Windows này thì sẽ có một số cái tin đã được xác nhận và được đi xác nhận, nhưng một số cái tin là đã được gửi đi nhưng mà chưa được xác nhận. Nào, khi timeout xảy ra thì có tin này chưa gửi thì chưa gửi lại của tin này không. Còn bên nhận cũng vậy, bên nhận thì cũng đang chờ một số cái tin này, và số tin đang chờ nhưng mà chưa đến. Còn anh chàng này đã xác nhận được. Thì trang trong selective thì nó hơi xen kẽ với nhau một tí. Rồi, đây là cái mà trong cái selective nó hoạt động như thế nào. Cũng tương tự, mình có N4 thì gửi 4 gói tin để được đến số từ là 0 tới 3. Cũng tương tự, cái gói được đến số 2, tức là gói thứ 3 bị mất. Bị mất thì khi mà timeout xảy ra thì chỉ gửi lại đúng gói tin bị mất, xong mọi thứ tiếp tục. Trong cái selective ấy, số lượng gói tin gửi lại nó sẽ hơn, nhưng mà quá trình xử lý thì nó phức tạp hơn. Thì đây nó có một cái vấn đề của cái robot A. Giả sử chúng ta là cũng có cái sequence number là 0123 thì Windows size được n là bằng 3. Như vậy được gửi trước là 3 protein. Thì giả sử đây là cái chuỗi protein mà chúng ta gửi. Cái số thứ tự là 0123 0123 được gửi lại như vậy. Và đồng thời gửi trước đây là 3 protein. 123. Thì khi mà chưa có xác nhận thì cái Windows size của bên gửi nó vẫn phủ 3 cái gói tin đầu tiên. Thì trong khi bên nhận cứ mỗi khi nó gửi cái xác nhận thì nó lại dịch cái Windows. Và không may thì 3 cái gói tin xác nhận bị mất. Thì trong khi là cái Windows của bên gửi là phủ 3 đầu tiên. Trong khi bên nhận là chờ 3 cái tiếp. Như vậy nếu mà timeout xảy ra và bên gửi lại gói tin, dĩ nhiên là gửi gói tin số 0 này, thì bên nhận sẽ nhận gói tin là số 0 ở chu kỳ kế tiếp. Đây là một cái vấn đề. Nếu mà chúng ta chọn cái Windows size với cái số thứ tự không phù hợp. Còn nếu trong trường hợp khác nó cũng tương tự, thì được 3 trường hợp, 3 cái này là đều có cái xác nhận mà xác nhận an toàn đấy. Nhưng mà cái gói tin gửi đi là bóc. Là gói tin thứ nhất là thứ hai là thứ ba cái nhận xác nhận cái nhận, và đây gửi lại là gói tin thứ ba, gói tin số ba bị bóc. Và đây là nhận lại khi gọi là số 0. Cái đây là cái trường hợp đúng. Số 0 này là của cái chu kỳ kế tiếp của cái sequence number. Đây là số 0 và số tiếp. Thì trường hợp này là ok. Nên cái chữ up này, chữ này với chữ kia là cũng có vấn đề của bạn.
Rồi, các bạn có thắc mắc gì chỗ mà gồm bất an và selective không? Thì cái phần vừa rồi á, anh đã nói trường hợp mà cái trường hợp cái sequence number nó lặp lại á, thì nó cũng đúng cái chỗ là lúc nãy bằng nhân hỏi á, nếu mà cái xác nhận nó về trễ thì chuyện xảy ra. À, thì trong cái gọi là trường hợp của cái selective á, thì nếu mà cái việc đồng bộ nó không phù hợp, hay là cái việc chúng ta chọn cái số sequence number với lại window size nó không phù hợp, nên sinh ra trường hợp là ta nhầm lẫn giữa hai quả tim. À, trong ví dụ trên 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 cái slide á, thì slide mà gọi là no problem á, thực ra cái chỗ này các bạn thấy chữ no problem nhưng mà thực ra là cái slide này mới là problem, còn cái phần no problem là cái sau, cái trật tự của cái hình này bị đảo ngược. Thì trường hợp này có problem ở chỗ là khi mà bên nhận á, là đang chờ cái số 0 của chu kỳ thứ hai, thì bên gửi vẫn gửi là cái có tia số 0 của chu kỳ thứ nhất. Do đó là khi mà ráp nối lại thì nó sẽ lỗi, thì giống như cái trường hợp lúc nãy của bạn nhân trình bày. Trong thực tế thì con số sequence number nó sẽ rất lớn so với window size, do đó là trường hợp này gần như là không bao giờ xảy ra. Rồi, ngoài trường hợp đấy thì các bạn có cái thắc mắc, có câu hỏi gì liên quan đến cái đoạn này không? Thầy 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 có thể nói rõ hơn về cái cơ chế của cái này được không thầy? Tại em vẫn cứ mơ hồ thầy. Có nào cái nào cái go back end hay cái selective, Cái go back end đó mình nói nôm na thế này đi, đừng cần theo slide nhiều khi diễn giả này có, cái selective nó đang nằm trên cái hình ấy. Thì cách làm của selective thế này, tức là bên selective là nó theo dõi từng gói thứ một, tức là cái mỗi cái tin sẽ có một cái timer riêng, và gói nào đến thì nó xác nhận lại gói tin đó, và gói nào không đến thì nó yêu cầu gửi lại đúng cái tin đấy. Như vậy cái selectivity đơn giản rồi đúng không? Còn cái go back end á, để nó đơn giản hóa quá trình mà kiểm tra, thì thay vì mà nó theo dõi từng cái gói tin một, thì nó theo dõi bằng cách nó xác nhận, bằng cách là xác nhận một cụm các gói tin. Giả sử là mình gửi đi một loạt cái gói tin từ số 1 đến số 10 chẳng hạn, và gói tin số 1, 2, 4, 5 nó đến, số 6, 7 không đến, 8, 9, 10 đến, thì trong go back end nó sẽ gửi một cái gói xác nhận cho cái gói tin số 5 thôi, và nó báo coi như là từ số 1 đến số 5 coi như là đã đến nơi rồi. Thì bên bên gửi mình chỉ cần nhận cái xác nhận số 5 thì biết được là từ số 5 trở về trước là an toàn. Và khi mà nó xác nhận số 5 từ từ số 1 tới số 5 về trước an toàn rồi, thì cái timer sẽ gắn với cái tin số 6, mặc dù là 8, 9, 10 đã nhận được rồi, nhưng có tin số 7 chưa đến. Thì cái timer này vẫn gắn với số tin với tin số 6. Đến một khoảng thời gian nào đó mà nếu có tin số 6 cũng không được xác nhận, tức là không đến, thì coi như là có tin nó bị mất. Thì bên gửi sẽ gửi lại là 6 7 8 9 10, mặc dù là 8 9 10 đã đến rồi, nhưng mà đối với bên gửi nó chỉ biết là nó đã gửi an toàn đến cái tin số 5 thôi, còn còn từ số 6 trở về sau coi như là nó xem như là chưa gửi đi được. Thì đó là cái cách nó mà hoạt động của go back end. Như vậy go back end là thay vì nó xác nhận từng gói tin riêng lẻ thì nó tìm cách là xác nhận gộp một cụm các gói tin liên tục, mà đến một lượt liên tục, và dĩ nhiên là không có khoảng trống giữa đó. Và thứ hai là nó chỉ dùng một cái timer để kiểm tra là cái anh mà cũ nhất chưa được xác nhận thôi. Thì đó là hai cái cơ chế, một cái là theo dõi từng anh, còn một cái là theo dõi luôn cả cụm, mà nói nôm na là vậy thì dễ hiểu. Bây giờ như vậy là bằng pháp và các bạn rõ chỗ này chưa? Em vẫn chưa hiểu cái phần go go back em lắm thôi. Biết nên coi tìm cách nào để mình giải thích dễ nè. Để mình suy nghĩ cách giải thích cho tụi em cái. Tức là cái selective đơn giản này hiểu rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, để mình share lại cái này cả.
Này, cái hình là trên trên slide là cái hình của Robert N. Rồi. Trên đây nó cũng có một số cái màu sắc rồi. Thì giả sử là mình đang ở cái điểm này ha, tức là cái điểm mà mình gửi á, ở điểm này, và nó được phép là gửi đến trước N của tin. Tuy nhiên trong trường hợp này á, thì nó gửi trước chưa đủ N, nó gửi trước đến điểm này thôi. Còn đoạn này là nó chưa gửi. Thì nguyên tắc của Robert N hay nguyên tắc của Selective vậy thôi, nó dùng cơ chế pipeline. Pipeline tức là cho phép gửi trước một số cái tin mà không cần phải có xác nhận. Thì trong trường hợp này á, thì một số cái tin đã được gửi trước là đoạn này, thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tin được gửi trước, không có xác nhận. Đúng không? Rồi, thì giả sử nó gửi 8, trước 8 cái tin. Thì nếu bên nhận gửi về xác nhận đến cái tin này đi, nếu giả sử là có một xác nhận đến cái chỗ này, thì mình gửi xem như là từ đoạn này đến đoạn này đã được xác nhận, mặc dù gửi một cái xác nhận thôi, nhưng mà xác nhận cái anh mà cuối cùng mình nhận gửi được an toàn, là xác nhận anh tới cái chỗ này. Thì như vậy cái xác nhận này người ta gọi là cái xác nhận gộp, tức là một anh mà cho một nhóm các anh. Rõ được chỗ này chưa? Dạ rồi, vậy là từ 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 đó trở về trước là đã an toàn đúng không? Rồi, từ trước đã an toàn. Còn cái đoạn này từ này đến bên sau, tức là bên gửi đã gửi đi nhưng mà chưa nhận được xác nhận. Thì ở đây chẳng hạn mình nói có thể là ba cái tin này, mình nói là cái tin này số 7, 8, 9 này, đúng không? Thì có thể là bên bên nhận không nhận được hết ba cái tin này, hoặc là có thể là bên nhận để nhận được hai cái tin sau rồi nhưng mà cái tin trước đó là vẫn chưa nhận được, thì bên nhận cũng không không xác nhận được, tại vì yêu cầu là phải xác nhận gộp và những cái tin mà từ điểm xác nhận trở về trước phải được nhận được rồi. Cái đó là có tin này nhận, có tin này này mình nói là có tin dấu sao này đi. Về nguyên tắc là nó đứng trước hai cái tin này, nhưng mà hai cái tin này đến rồi mà có tin dấu sao này chưa đến. Có nghĩa là bên kia chỉ xác nhận được trước có sao thôi. Cái chừng nào mà bên nhận nhận được có tin dấu sao này thì nó mới xác nhận luôn cả một cụm này. Còn nếu mà nó không nhận được luôn thì coi như là có tin từ có tin dấu sao này để mà sau bị mất, bị mất thì bên gửi sẽ gửi lại cả một cụm. Như vậy rõ chưa? Rõ rồi thầy ạ. Tức là nối nôm na cái cách này làm á, nó để là hạn chế cái số lượng có tin phải dùng để xác nhận thôi. Rồi các bạn khác có câu hỏi, có thắc mắc gì thêm không? Nãy giờ cũng thấy là có hai bạn hỏi đi hỏi lại thôi ha, nhưng mà khá thấy im lặng quá. Nếu mà không có thắc mắc thì không hỏi thêm, chúng ta giải lao một tí ha. Hay là tiếp tục luôn. Một số bạn là dân lao tiếng, một số bạn là tiếp đi thầy. Thôi cứ nghỉ đi, cứ xong tiếng đồng hồ đi, đứng lên ngồi xuống nhau thoải mái tí đi. Nha, 10 phút quay lại. Và mình cũng cắt cái video cho nó gọn, nhỏ lại tí cho để một cộng lớn nó dài quá.